Chào mừng các bạn quay trở lại với tiêu điểm tướng của đấu trường Vinh Quang. Đây là Jin, xạ thủ của Vernier. Jin là một bạch tiên chịu quyền cai quản của Feyya. Mặc dù thân phận có phần thấp kém hơn các vị thần, nhưng Jin vẫn mang trong mình dòng máu của giống loài cao quý do các vị thần Vanir tạo ra. Tài năng của anh còn được nhiều người so sánh rằng Aesir có Clara thì Vanir có Jin. Ý nói rằng kỹ năng của anh cũng không hề thua kém gì Clara, nữ thần của Aesir. Chuyện kể rằng khi bị Mose hại chết người bạn thân nhất của mình, Jin đã dùng dao thích lên tay và che đi vết sẹo của mình bằng giáp tay đỏ. Anh thề rằng sẽ truy đuổi Mose đến cùng trời cuối đất. Trong game, Jin là một tướng xạ thủ có sát thương tay lớn, thích hợp để đối đầu với các tướng đỡ đòn. Với chiêu thức có thể tăng tầm đánh và tốc độ bắn, khiến anh có thể cấu rỉa đối phương qua địa hình hoặc thậm chí bào trụ mà không cần đến lính. Điểm yếu của Jin là độ cô động không cao và có lượng máu thấp, dễ là mục tiêu cho sát thủ hoặc pháp sư tìm địch. Kỹ năng đầu tiên của anh là ẩn độn. Jin lướt đi một đoạn và ẩn thân trong một thời gian ngắn. Trong lúc ẩn thân, Jin không thể bị chỉ định làm mục tiêu. Ẩn độn có thể vượt qua địa hình nền nên bạn có thể dùng để truy đuổi hoặc bỏ trốn. Kỹ năng thứ hai của anh là ngắm bắn. Khi kích hoạt, trong 4 giây tiếp theo, Jin được tăng tầm bắn và tốc độ đánh. Kỹ năng này hay ở chỗ, bạn càng nâng cấp nhiều, tầm đánh và tốc độ bắn càng tăng. Chỉ cần có 3 điểm cộng ở kỹ năng này, bạn có thể bắn vượt địa hình hoặc bào trụ mà thậm chí không cần đến lính. Kỹ năng thứ ba và cũng là nội tại của Jin là Thiên Trúc. Mọi đòn đánh thường của anh sẽ được cộng thêm sát thương chuẩn, ăn thẳng vào máu và bỏ qua giáp. Đây cũng là kỹ năng chính để Jin có thể tự tin đối đầu với tanker. Kỹ năng thứ tư, mưa tên. Jin bắn mưa tên vào vùng chỉ định gây một lượng sát thương lớn vật lý và làm chậm kẻ địch đứng trong vùng phạm vi. Là một xạ thủ lấy đam chính ở những đòn đánh thường nên Jin khá yếu ở giai đoạn đầu game. Anh dễ bị bắt nạt bởi các tướng xạ thủ hoặc pháp sư nên hãy thật cẩn thận. Để cải thiện vấn đề này, Jin nên đi cùng tướng hỗ trợ có khả năng chống chịu và câu kéo. Khi về giữa game, Jin có thể bắt đầu tham gia giao tranh cùng đồng đội với kỹ năng ngắm bắn, tăng tốc độ đánh và tầm bắn, Thiên Trúc tăng sát thương chuẩn, ẩn độn để lướt đi. Jin dường như sinh ra là một xạ thủ chính hiệu để tiêu diệt tanker. No one can hide my glory. Đó là tất cả về Jin, xạ thủ của Vernier. Bạn nghĩ sao về vị tướng này? Hãy comment bên phía dưới nhé.